xây dựng nông thôn mới thì là một chủ trương đúng của Đảng và Nhà nước ta. Tuy nhiên thì đã có cái biểu hiện hình thức và chạy theo thành tích. Đấy, một mà hiện tượng là một số xã là xin nợ và cơ quan cấp trên thẩm định là cho nợ một số tiêu chí, trong khi là vừa phải trả nợ những cái công trình đã và đang thi công, vừa phải hoàn thiện những cái tiêu chí đang nợ, cho nên là rất là khó khăn. Trong cái việc đánh giá các cái xã đạt chuẩn nông thôn mới trước đây thì phải nói khách quan mà nói là cũng có một số những cái chỉ tiêu là không bền vững, vì có những chỉ tiêu khi mà đánh giá thì đạt, nhưng mà sau đó 1 đến 2 năm thì lại không đạt, hoặc thậm chí chỉ cần 6 tháng đã không đạt rồi. Bây giờ cái chỉ tiêu mà rất quan trọng đó là xây dựng các cái mô hình sản xuất. Mô hình sản xuất thì ta nói là mô hình Việt Gáp, mô hình sản xuất rau an toàn, mô hình này khác, nhưng mà một trong những vấn đề trong quy định cứng của cái nông thôn mới đó là cái mô hình hợp tác xã sản xuất có hiệu quả. Tôi nói ngành nông nghiệp cũng biết là chú trọng cái chỗ này, thực sự thì có mấy hợp tác xã. Trong nông thôn mới chúng ta không có cái chuyện cho nợ đâu, anh hiểu không ạ? Công nhận thôi. Chỉ có cái hội đồng, cái đoàn làm cụ thể có thể làm cho hết trách nhiệm, có thể nếu như mà như đại biểu phản ánh, thì tôi cho rằng nếu như thì cái vật này thì chúng tôi thống nhất với nhiều là cho kiểm tra lại để có cái chấn chỉnh lại cái này. Cho quan điểm của đồng chí bí thư tỉnh ủy và của ban tỉnh chỉ đạo là không chạy đua theo thành tích, và cuối nhiệm kỳ chúng ta đạt được cái đích đó là được, còn từ nay đến đó chúng ta không nặng nề chuyện này, mà để đảm bảo giảm cái vấn đề nợ nần, đảm bảo thực chất, một thực chất của vấn đề cho phát triển của cái xã đó.